một làn da trắng hồng mịn màng luôn là niềm ao ước của tất cả các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, quá trình để có được làn da ấy không hề dễ dàng, đôi khi các chị em phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt để chọn cho mình một phương pháp chăm sóc da phù hợp với chính mình. Có người thì lại dùng những sản phẩm thiên nhiên, có người lại chọn những sản phẩm công nghệ hiện đại. Và gần đây nhất, các chị em thường truyền tay nhau một bí quyết làm trắng da mặt mờ đốm nâu với kem Lisa Pai. Liệu kem Lisa Pai có thực sự tốt như lời đồn không? Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp giải đáp thắc mắc này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem dưỡng da Lizapai chính hãng là kem hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ mua nhiều lắm. Đây là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu trong việc loại bỏ các sắc tố đen nám, tàn nhang giúp da trở nên tươi sáng và trắng hồng tự nhiên. Đồng thời, sản phẩm còn chứa các hoạt chất giúp chống được tia tử ngoại, của ánh nắng mặt trời có chứa SPF cao, giúp da tránh được tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, em này còn hỗ trợ ngăn ngừa các vết thâm ở mặt và vùng cổ, giúp phục hồi da nhanh chóng. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem Lizapai trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa, nên có thể khẳng định là kem trị nám Lisa Pai là rất tốt nhé. Kem dưỡng Lisa Pai được biết đến là dòng sản phẩm nổi tiếng với công dụng loại bỏ các sắc tố đen nám, tàn nhang giúp da trở nên tươi sáng và trắng hồng mịn màng. Bởi thành phần em này có chứa các thành phần làm trắng tự nhiên như berry và các thành tố dinh dưỡng khác nhau được chiết xuất từ thảo dược như cây cỏ. Đồng thời, kem Lizapai được pha chế với kháng sinh, enzyme chống viêm và các loại vitamin khác nhau. Nên vì vậy em này có yếu tố làm trắng gấp đôi và hỗ trợ loại bỏ các đốm đen và tàn nhang đã hình thành. Hơn nữa, nhờ thành phần nổi bật có trong sản phẩm mà khi sử dụng em này ngoài dưỡng trắng da, giảm nám tàn nhang mà em này còn giúp giảm mụn hiệu quả nữa nhé. Kem dưỡng Lizapai hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem dưỡng ly da pai hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.